Tuyển Việt Nam vô địch, công lớn thuộc về thủ môn Văn Lâm. Trao đổi với phóng viên, cựu thủ môn Võ Văn Hạnh đánh giá rất cao màn trình diễn của thủ môn Đặng Văn Lâm ở trận chung kết lượt về. Nhờ đó, tuyển Việt Nam đã hạ gục Malaysia. Kết thúc trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia để giành chức vô địch sau 10 năm chờ đợi. Tiền đạo Nguyễn Anh Đức là người hùng của đội tuyển sao vàng thắng mở tỷ số 1-0. Bên cạnh Anh Đức, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng xứng đáng được ca ngợi vì màn trình diễn đầy tập trung. Trao đổi với phóng viên, Võ Văn Hạnh, cựu huấn luyện viên của Văn Lâm ở đội tuyển, ca ngợi Văn Lâm thể hiện phong độ rất tốt từ đầu giải. Trên trận chung kết lượt về, cậu ấy trải qua 90 phút ấn tượng nhất. Văn Lâm có hai tình huống trực tiếp cứu thua cho tuyển Việt Nam. Ngoài ra, cậu ấy tập trung ở mọi pha bóng. Ở cuối hiệp 1, thủ môn câu lạc bộ Hải Phòng tung người cản phá cú sút xa nguy hiểm của cầu thủ Malaysia. Sang hiệp 2, Malaysia có cơ hội sau tình huống lộn xộn ở khu vực 16m50 của Việt Nam. Văn Lâm gặp không ít khó khăn khi đối diện với cú sút ở cự ly gần, song vẫn tỉnh táo để đẩy bóng ra ngoài. Võ Văn Hạnh đánh giá. Cựu thủ môn Văn Hạnh tiếp lời, những tình huống cứu thua của Văn Lâm xuất sắc và rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi không bất ngờ vì từng có thời gian làm việc cùng Văn Lâm và hiểu cậu ấy xuất sắc ra sao. Với Văn Lâm, điểm mạnh nhất của cậu ấy chính là sự tập trung 100%. Trong trận đấu, không nhiều thủ môn ở Việt Nam có được điều đó. Anh khẳng định trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng nhiều lần để thua vì sai lầm khó hiểu của các cầu thủ. Nhưng ở giải đấu năm nay, Văn Lâm đáng được ca ngợi vì có rất nhiều đóng góp, bản thân là cựu thủ môn. Tôi rất vui khi đội tuyển sở hữu một tài năng xuất sắc trong khung gỗ. Chắc chắn trong tương lai Văn Lâm sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Ở giải đấu năm nay, thủ thành mang hai dòng máu Nga Việt để thủng lưới 4 bàn, 2 bàn ở loạt trận bán kết và 2 bàn trong chuyến làm khách đến sân Bukit Jalil tại chung kết lượt đi. Ở cả 4 tình huống Văn Lâm đều không mắc lỗi vì đối diện với tình huống dứt điểm rất khó khăn. Còn ở ASEAN 18, Văn Lâm thất vọng vì bị huấn luyện viên Park Hang-seo loại khỏi đội hình chính thức ở giờ chót. Nhưng bây giờ Văn Lâm là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ và trở thành một phần quan trọng của chức vô địch lần thứ 2 trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Tâm thư tha thiết của Lâm Tây 3 năm trước muốn về Việt Nam thử việc cho U23, nếu không được sẽ về Nga và không phiền nữa đâu. Chính khao khát được chiến đấu vì quê hương đất nước của Lâm Tây mà hôm nay chúng ta mới có một người ghé đền xuất sắc cùng đội tuyển làm nên lịch sử. Việt Nam đã có một chiến thắng lịch sử trước Malaysia để giành lấy chiếc cúp vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Đóng góp vào sự thành công vang dội này chắc chắn phải kể đến cái tên Đặng Văn Lâm, Lâm Tây, người đã mang lại sự an toàn tuyệt đối cho cầu môn của đội tuyển Việt Nam. Trong khi đào mộ ảnh cũ của Lâm Tây, nhiều người bất ngờ khi phát hiện cách đây 3 năm, anh chàng từng lên Facebook viết tâm thư với mong muốn tha thiết được học việc cho đội tuyển U23 Việt Nam. Thậm chí anh chàng còn rất dứt khoát, mong muốn nhất bây giờ là về Việt Nam thử việc đội tuyển U23 Việt Nam. Một lần nữa thôi, không cần thì Lâm sẽ về Nga và không làm phiền nữa. Lâm Tây thậm chí còn nhờ cư dân mạng report để ông miêu ra huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam lúc bấy giờ biết đến và cho anh một cơ hội được chiến đấu vì mặc cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam. Được biết, sau đó anh còn mạnh dạn gọi điện cho nhà cầm quân người Nhật xin được thử việc. Thủ thành sinh năm 1993, sẵn sàng tự lo chi phí đi lại, ăn ở nếu được Mura đồng ý. Tuy nhiên vì thời gian tới SEA Games quá ngắn, huấn luyện viên Mura không thể trao cơ hội cho Văn Lâm. Cùng năm đó anh nhận được đề cử từ câu lạc bộ Hải Phòng. Bố Văn Lâm, ông Đặng Văn Sơn khuyên con trai nên từ bỏ giấc mơ phi lịch sau những thất bại trong quá khứ. Tuy nhiên sau 2 tuần trăn trở, anh quyết định trở lại Việt Nam để làm lại từ đầu. Sau đó Đặng Văn Lâm bất ngờ được huấn luyện viên Hữu Thắng gọi vào đội tuyển quốc gia. Sau nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, cuối cùng anh đã tỏa sáng cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Cư dân mạng đã không còn xúc động khi đọc bức tâm thư của Văn Lâm. Chính vì khao khát được chiến đấu vì quê hương đất nước của anh mà hôm nay chúng ta mới có một người gác đền xuất sắc cùng đội tuyển làm nên lịch sử. Tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 với thành tích bất bại. Đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận ở chung kết, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 ngay trên sân Mỹ Đình tối ngày 15 tháng 12. Vượt qua Malaysia 1-0 ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 15 tháng 12, tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận. Qua đó, được cúp vàng giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. Trong hành trình lên ngôi vô địch, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, sau 10 năm tuyển Việt Nam mới lại giành chức vô địch AFF Cup. Ngay ở phút thứ 5 của trận chung kết lượt về, tuyển Việt Nam cụ thể hóa lợi thế được chơi trên sân nhà bằng bàn thắng của Anh Đức. Cú dứt điểm từ đường truyền đầy cảm giác của Quang Hải đưa bóng vào góc gần khung thành thủ môn Padilla Malia mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Bàn thắng sớm khiến thầy trò Park Hang-seo có cơ hội lên ngôi vô địch càng trở nên rõ ràng hơn khi tổng tỷ số là 3-2
Sau bàn thua, Malaysia dồn lên tấn công, hòng tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ. Nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Dan Chen Hue phải ghi ít nhất 2 bàn vào lưới của Văn Lâm để ngăn cản những đường lên bóng của đối phương. Các cầu thủ Việt Nam phải nhận khá nhiều thẻ vàng từ trọng tài chính. Trong 18 phút, có 3 thẻ vàng được rút ra cho tuyển Việt Nam. Trọng tài từng cầm còi tại World Cup, Alireza Fahani tỏ ra khá đắng tay trong những quyết định của mình. Bởi vậy, có tới 7 thẻ vàng được rút ra trước khi hiệp 1 kết thúc. Bước vào hiệp 2, đội khách cố gắng gây sức ép hòng tìm kiếm bàn thắng. Tuy vậy, các cầu thủ áo vàng vẫn không thể tạo nên sự khác biệt. Càng về cuối trận đấu, đội tuyển Việt Nam càng chơi chắc chắn. Trong khi đó, Malaysia cho thấy nhiều dấu hiệu nôn nóng. Nhiều tình huống nguy hiểm được cả hai phía được tạo ra ở hai hiệp. Thủ môn Văn Lâm có ít nhất 2 pha trổ tài cứu thua trong gang tấc, bảo vệ khung thành đội nhà qua những cơn sóng gió được tạo ra từ phía đối thủ. Bên cạnh đó, Tình Trọng cũng là cái tên cần được nhắc tới. Nhờ sự thông minh trong chọn chỗ và phán đoán tình huống, trung vệ trẻ này hóa giải những đường truyền chiến thuật của đối thủ. Cho tới tận những phút bù giờ, Malaysia vẫn mãi miết tìm cơ hội từ những đường bóng dài nhằm tiết kiệm tối đa thời gian. Thế nhưng đối mặt với họ là tuyển Việt Nam đầy bản lĩnh và nhiều chắc chắn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 và đội tuyển Việt Nam chính thức đăng quang tại AFF Cup 2018 với tổng tỷ số 3-2 sau 2 trận chung kết. Sức hút của thầy Park cùng tuyển Việt Nam đã khiến nhiều tờ báo ở xứ sở Kim Chi tốn giấy mực cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 15 tháng 12. Vào lúc 17h11 phút ngày 15 tháng 12, đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục lựa chọn những nhân sự tốt nhất theo sơ đồ chiến thuật 3-4-3, trong đó hai cầu thủ hậu vệ cánh sẽ thi đấu linh hoạt khi phòng thủ đội hình có thể xoay chuyển thành 5-4-1. Vào lúc 17h19 ngày 15 tháng 12, 10.000 chữ ký tiếp lửa cho tuyển Việt Nam tại chung kết AFF Cup với mục đích tạo sự kiện và thể hiện tinh thần nối kết của cổ động viên ba miền, fan Tổ quốc và các bạn trẻ hâm mộ thể thao nước nhà đã lên ý tưởng tạo một cuộc vận động xin 10.000 chữ ký để tiếp lửa cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Vào lúc 17h24, trong trận chung kết diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15 tháng 12, tuyển Việt Nam cần chú ý đến cánh phải, nơi Malaysia sở hữu những cá nhân nổi bật cùng miếng đánh biên rất hiệu quả. 17h26, phóng viên Malaysia hãy lo sợ vì Việt Nam đã là ông lớn khu vực. Malaysia có lý do để lo sợ, phóng viên Kenhana Tudarisan, người Malaysia, cho biết sau màn trình diễn đầy tuyệt vời của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở chung kết lượt đi đã dẫn trước 2-0. Nhiều tờ báo của Malaysia tin rằng bóng đá Việt Nam đã trở lại với vị thế lớn trong nền bóng đá khu vực Đông Nam Á. Vào lúc 17h32, tuyển Việt Nam không nên tìm kiếm một trận hòa ở sân Mỹ Đình. Theo tờ báo của Forbes Asia, tuyển Việt Nam không nên nhập cuộc với tư tưởng cầm hòa. Tất cả đều thấy người Malaysia chơi bùng nổ vào vật cường thế nào. Thì khi bị dẫn trước hai bàn ở lượt đi, bảo vệ tỷ số 2-2 sẽ là cách tiếp cận trận đấu dẫn đến thất bại. Trong bóng đá, bạn phải luôn nghĩ đến chiến thắng, chứ không phải là rời sân. Với kết quả hòa, hãy nhìn bài học là tấm gương của Thái Lan khi đá ở Malaysia, sẽ rõ, nhà báo God Minty nói với phóng viên. Tiền vệ Nguyễn Minh Phương là một trong những nhân tố không thể thiếu ở giải đấu AFF Cup 2008 của đội tuyển Việt Nam, anh thổ lộ. Sau 10 năm, tôi mới cảm nhận đội tuyển Việt Nam gần với chức vô địch như hiện nay. 90 phút của trận đấu vẫn còn ở phía trước, nên các em hãy gạt bỏ tất cả để làm hết sức mình. Vào lúc 17h47, cổ động viên Hàn Quốc mong tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup. Theo Chủ tịch Hiệp hội Người Hàn Quốc, ông Yeon Sang-ho, nhiều cổ động viên nước này mong chờ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đoạt cúp vàng ở sân Mỹ Đình tối nay. Không chỉ cổ động viên Việt Nam, nhiều người dân Hàn Quốc cũng rất mong chờ vào chiếc cúp này. Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam cũng chính là chiến thắng của người hâm mộ Hàn Quốc. Thật tuyệt nếu người dân hai nước có thể chia sẻ cảm xúc chiến thắng cùng nhau, ông Yeon Sang-ho chia sẻ. Vào lúc 18h04, Anh Đức đá tiền đạo, Việt Nam sẽ tấn công trực diện Malaysia. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc bình luận, trận đấu hôm nay có tính chất quyết định, vì thế huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng Anh Đức để tránh mọi sai số. Cậu ấy là tiền đạo kinh nghiệm nhất ở đội tuyển và sở hữu nhiều phẩm chất quý giá. Với Hùng Dũng, tôi hơi bất ngờ vì Đức Huy đang có phong độ cao bỗng nhiên dự bị, nhưng Hùng Dũng vẫn là phương án tốt. Ông phân tích, Anh Đức giỏi ở khả năng không chiến và tranh chấp, do đó cậu ấy là điểm đến lý tưởng của những đường truyền tấn công mang tính chớp nhoáng như trận bán kết lượt đi với Philippines. Tôi nghĩ với Anh Đức, những đường tấn công của Việt Nam sẽ trực diện và đơn giản hơn. 18h13, tiền vệ Thành Lương có mặt tại sân Mỹ Đình. Anh là khách mời của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong trận chung kết. Lượt về trên sân Mỹ Đình, sự góp mặt của thành viên thế hệ 2008
Vô địch AF Cup sẽ tiếp thêm sự hưng phấn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Vào lúc 18 giờ 28 phút, huấn luyện viên Malaysia muốn học trò giữ bình tĩnh khi đá ở Mỹ Đình. Trước sức nóng của trận chung kết lượt về, được tổ chức trên sân Mỹ Đình, huấn luyện viên Tan Chen Hue cho biết ông đã nắm được lối chơi của tuyển Việt Nam. Chiến lược gia 50 tuổi chia sẻ, chúng tôi hiểu tuyển Việt Nam sẽ chơi như thế nào, cũng tương tự như khi chúng tôi chạm trán họ ở vòng bảng và trận chung kết lượt đi. Các cầu thủ thường khó chịu, rồi dẫn đến mất tập trung và mắc sai lầm. Đây là những điều chúng tôi cần tránh. Malaysia phải thi đấu xa nhà và đây sẽ là thử thách lớn, bởi tuyển Việt Nam là đối tượng chất lượng. Tôi sẽ nhắc nhở các học trò phải giữ bình tĩnh, Tan chia sẻ. Hiệp 1 của trận chung kết. Vào lúc 19 giờ 30 phút, hiệp 1 của trận chung kết lượt về AF Cup bắt đầu. Hòa 2-2 ở Bukit Jalil, tuyển Việt Nam có lợi thế với hai bàn thắng sân khách khi bước vào trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần nhập cuộc bình tĩnh trước Malaysia. Tuyển Việt Nam mở tỷ số ở phút thứ 6 sau đường chuyền thuận lợi của Quang Hải, tiền đạo Anh Đức làm tung lưới Malaysia, qua đó mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Vào phút 36, trọng tài rút thẻ vàng dành cho Sadu Sat sau tình huống đẩy Quang Hải từ phía sau. Đây là thẻ phạt thứ hai của cầu thủ Malaysia từ đầu trận. Vào phút thứ 40, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Zanmi Futi Apa Safa đẩy Huy Hùng nhằm ngăn cản pha phản công của tuyển Việt Nam. Trước đó, cầu thủ Malaysia cũng vào bóng nguy hiểm với Hùng Dũng. Kết thúc hiệp 1, tuyển Việt Nam dẫn Malaysia 1-0. Sau 45 phút đầu tiên của trận chung kết lượt về AF Cup 2018, tuyển Việt Nam dẫn Malaysia 1-0 nhờ pha lập công của tiền đạo Anh Đức. Vào lúc 20 giờ 23 phút, sau hiệp đầu tiên, trọng tài người Iran rút ra tổng cộng 7 thẻ vàng dành cho cầu thủ hai đội, trong đó có tuyển Việt Nam chịu 4 thẻ. Hiệp 2, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia bắt đầu. Phút thứ 46, tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội rất lớn để lên ngôi vô địch AF Cup 2018 khi dẫn trước Malaysia với 3-2 trước khi bước vào hiệp 2 của chung kết lượt về. Phút thứ 60, tuyển Việt Nam chịu áp lực lớn trước sức tấn công của Malaysia. Nhờ sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn giữ lợi thế dẫn 1-0 ở chung kết lượt về. Phút 71, tuyển Việt Nam điều chỉnh đội hình khi Hồng Duy vào sân thế chỗ cho Văn Đức. Đây là sự thay đổi cầu thủ đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận chung kết lượt về. Phút thứ 75, sau vài phút có mặt trên sân, Hồng Duy để lại dấu ấn khi tham gia tấn công. Anh có cú sút từ xa đe dọa khung thành của Malaysia. Phút thứ 76, Malaysia điều chỉnh đội hình khi Sabit Ama vào sân tới chỗ cho cầu thủ khoác áo số 7 Yuphun Raja. Đây là sự thay đổi cầu thủ đầu tiên của Malaysia. Phút 90+3, tuyển Việt Nam điều chỉnh đội hình khi Xuân Trường vào sân tới chỗ cho Hùng Dũng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo rất gần đến ngôi vô địch. Kết thúc trận đấu, tuyển Việt Nam thắng Malaysia 1-0. Phút 90+4, trọng tài rút thẻ đỏ rút quyền thi đấu Sanjut Sen. Ngay sau đó, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng 1-0 nghiêng về tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về AF Cup 2018.